Các bạn biết tên gì chưa? Hãy truy cập phần bio phía bên dưới để có thể nhận được những dịch vụ Block Food cũng như là Toilet Tower Defense của anh Crazy Lan. Thậm chí là các bạn có thể nhận được những ưu đãi như là tập V4 kèm với song kiếm CDK, nên là các bạn hãy bấm vào phần bio nhanh lên nha. Hôm nay những bạn yêu cầu thì mình sẽ thức tỉnh từ tập người cá V1 lên tập người cá V4 chỉ với những trái quỷ màu xanh nước biển. Và bây giờ sẽ đến với vòng quay đầu tiên để xem trái quỷ của mình sẽ là trái gì nha. Quầy quát trái Ace hả? Nè bro, các bạn có đang cảm thấy cái lạnh mùa đông không? Có tiên băng giá cái kiểu. Nhưng mà các bạn biết gì không? Việc đầu tiên mà cần làm đó chính là đi random tộc. Một thứ khá là đau ví, bởi vì tỷ lệ ra tộc người cá cũng khá thấp nha. Rồi, phát súng đầu tiên. Oh no, tộc thỏ hả? 3000 phát mệnh một lần dữ vậy ta. Và phát súng thứ hai, tộc Angel. 6k phát mệnh này các bạn ơi. À, lần này sẽ là... Ủa, lắc rồi, what the hell. Dạo này mạng cứ sao sao, các bạn nào có bị lắc cho mình không ta? Chơi game dạo này mình không thể nào quay video luôn á. Ôi, what, tập người cá. Yes sir. Anh ra tập người cá rồi. Ủa, mà như này là tập người cá V3 luôn hả? Phải có tập người cá V3 lâu rồi chứ. Ây da, các bạn ơi, do lỗi của mình đã thức tỉnh nạt này lên V3 rồi. Nên là thôi, bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ cho các bạn cái cách lên được V3 nha. Thì cũng khá là giống như những cái tập khác thôi. Ở V2 thì các bạn cần phải đi tìm cái ông tiến sĩ ở trong cái rừng á, để nhặt mấy cái bông hoa và đưa cho ổng. Còn V3 thì các bạn phải đi đánh Seabit, một nhiệm vụ khá là khó khăn ha. Tại tỷ lệ mà kiếm được Seabit ở C2 mình cảm thấy khó vãi cái trưởng các bạn à. Bữa trước mình đi tầm khoảng gần mười mấy phút mà chưa ra con nào luôn á. Nhưng mà thôi, vậy thì cũng đỡ. Bây giờ chúng ta sẽ lên C3. Đây rồi, mình đã tới nơi và hiện tại đang full moon luôn nha. Các bạn ơi, tình cờ thì mình lại gặp được một bạn fan trong server nữa chứ. Sướng nha, bây giờ mình sẽ dụ bên này thức tỉnh chung với mình luôn. Mình đùa chứ mình sẽ không có tàn nhẫn như đâu. Mình sẽ chào hỏi bên này kết bạn thôi nha. Đứng nè, đứng lơ lửng trong vách tường nè. Vãi, thanh niên này hack ha, sao dính vô bức tường luôn vậy? Nè bro, chuẩn bị để thức tỉnh thì lại gặp hacker à. Nhưng mà không sao các bạn, trình độ mình thì có thể bú win mấy này được. Bây giờ mình sẽ đếm và đi vô chung mấy thanh niên đó luôn nha. Hacker thì cũng bú hết các bạn à. Đi luôn. Ủa, hình như đi nhầm cổng hay vậy? 1 minute later. Ui trời, đánh bại Seabit nè bro. Mình phải đánh bại Seabit này hả? Cố lên, đánh nhanh lên. Sao tập người cá khó thức tỉnh quá vậy? Nhưng mà lắc quá các bạn ơi. Mạng như này bị sao ta? Ai bị lắc với mình thì nhớ comment dưới nha, cho mình biết không cô đơn đi. Chứ cảnh này mình chịu không nổi rồi, lắc quá. Ui hên quá các bạn ơi, vẫn quýnh kịp đường Seabit. Mình tưởng hết thời gian rồi chứ. Ai hacker đúng không? Thì nó hacker đúng không? Để anh kỹ băng hà chim băng, một combo khá là cơ bản. Ôi trời ơi trời, sao anh ba anh trời luôn rồi ta. Rồi rồi, nhưng mà không sao, combo khá là cơ bản. Ui à, còn với đắc à, với đắc láo các bạn, dám combo với chân lửa nè. Easy. Ok, mình đã người chiến thắng rồi. Bây giờ mình sẽ đuôi cái cục này nha, let's go. Mày láo chân lửa này cu. Ui cục này giờ chạy chậm quá cho ta. Thôi gear đầu tiên mình sẽ chọn cái nào đây? À quên, gear đầu tiên hình như là đâu được chọn màu đâu. Ok, mình sẽ lấy gear đầu tiên nha. Thôi bây giờ thì cùng nhau đi quýnh với đắc để lên tộc tiếp theo nào. Ui bạn fan đúng không? Trời nhỏ xíu vậy. Bạn này là chùm BB để avatar có chút xíu ta. Oh my god luôn. Thôi nhưng mà mình phải xuống đây để quýnh với đắc bật tộc cho bạn xem nha. Đây rồi, tộc người cá V4 âm ba tu cơm. Mình biến thành màu trắng luôn các bạn ơi. Hình như mình nghĩ đây là cái tộc mà với đắc cần nhất á. Thôi em tôn trọng màu da em thích da đen. Ok, mình nghĩ là đủ thời gian rồi, phải bây giờ mình sẽ đi mua cái gear tiếp theo nha. Yes sir, 1000 fragment. Ok, thì bây giờ sẽ đến với vòng quay thứ hai nha các bạn, để xem coi là mình sẽ sử dụng trái nào để đi thức tỉnh lên gear 2 đây. Và đó chính là trái Rumble. Cũng khá là ok nha các bạn, mặc dù mình không thức tỉnh được chiêu nào của nó hết. Đây, trái Rumble ngoại trừ chiêu F ra thì mình chưa thức tỉnh chiêu nào hết nha các bạn. Hình như có chiêu dách nữa thì phải. Ừ đúng rồi. Ui full moon rồi. Nhanh lên Phúc ơi. Ok, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lên trên cây này mà không cần chiêu bay nha. Các bạn chỉ cần đu theo cái dây này nè. Đó, các bạn thấy easy không? Chỉ cần vậy thôi lên được trên cây rồi. Đang vô đứng trước luôn rồi nè, em đứng ngay cổng luôn rồi nè. Đếm nha Vida. Rồi đếm đi. 2 1. Let's go. Ủa lắc rồi. Mình quay cái video này chắc khoảng 3 ngày đó. Ui, rồi hên quên. Anh tập người cá. Tuy nhiên nên thấy anh gớ chút nữa hết hổn giờ. Con Seabit này cũng dễ à. À nhưng mà hình như càng quýnh nó càng tăng máu đúng không ta? Rồi xong Vida ơi, lắc rồi Vida ơi. Thắng rồi nè. Ủa sao bật không được? Từ đợi anh xíu Phúc ơi, anh tìm chỗ nắp anh. Ui dạ dạ. Ơi, nó giết em luôn hả? Dạ 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 dạ. Mày chân lửa. Mày giận cái chân lửa. Ây da Phúc ơi. Ôi nó bật độc lên luôn rồi. What the fuck. Dạ gì ghê hả? Nó làm gì hả? Rồi em dí nó. Mày giận cái chân lửa mày đắt. Một suốt là gục. Sức mạnh của Thunder Kame ha. Ôi. Né hộ. À. Đau không? Mày xạo hả mày đắt? Quay. Mày xạo hả mày đắt?
Ê, lắc đã lắc á. Ừ, anh cũng bị lắc nữa ba. Nhưng mà hình đợi trong cái chế độ này khá là ngon nha các bạn. Cái phòng nó nhỏ quá, xài chiêu auto dúng hay gì á. Đây rồi, gear thứ hai. Để xem coi cái gear này mình sẽ chọn màu gì nha các bạn. Để coi gear màu đỏ là gì nha. Cổng giáp hả? Ôi, cái này ngon nè. Lấy cái cổng giáp đi, mình thích cái giáp nhất nha các bạn. Gear thứ hai mình sẽ chọn gear màu đỏ nha. Màu đỏ chứng tỏ gì vậy đó? Màu đỏ chứng tỏ bị bỏ. Màu đỏ chứng tỏ ca. Ok, các bạn đợi mình xíu nha, mình quýnh vi đắt để lấy tộc cái anh bật lên cho bạn xem. Cái giáp nước này siêu ngầu luôn. Bình thường một gear là đã ngầu phải không? Nhưng mà khi mà có cái giáp nước này á thì nó sẽ ngầu hơn nữa. Coi nè vi đắt. Đâu? Nè, anh có nguyên bộ thủy giáp phía bên ngoài luôn nè, ghê không? Mày lao lao. Em quýnh nó không chết được đâu vi đắt à. Cái giáp nước này á thì các bạn khi mà hết á, các bạn chỉ cần quýnh cho mấy con NPC nè, nó sẽ hồi lại nó, thấy không? Khá là bá đạo luôn nha. Tại cái này như là mới có một gear là nó hơi phế các bạn, để xíu mình úp thêm một cái nữa coi nó mạnh hơn không. Ai con cá mập nó bơi vòng vòng không? Nhìn hài vãi. Em coi nó bơi kiểu uống éo rồi thấy không, chứ không phải bơi thẳng. Ok, và lúc này thì mình và Vidac sẽ cùng nhau thăm ngàn đánh nhau để tích nộ bật tộc các kiểu ha. Nhưng mà các bạn biết Vidac đó, con số đoạn hơi đen tối nên mình sẽ cắt ra nha. Trời ơi, hức tỉnh tộc trong cái tình trạng lắc này đúng là quá khó khăn các bạn ơi. Quýnh không biết đường canh máu, cứ quýnh vào chết hoài mất cây vậy. Giờ thì mình là leo lên cây để mua cái gear mới cái đã. Hình như mình đủ hay sao đó. Ok, để xem coi là dự đoán mình có đúng hay không nha. Và mình đã có thể mua được gear mới, chuẩn không? Đây rồi, 1k5 fragment các bạn ơi, let's go. Lần này kiểu mình thức tỉnh nhiều lần á, mình canh thời gian chuẩn vậy, không cần phải chạy lên chạy xuống nữa. Ok, bây giờ sẽ đến với vòng quay thứ 3 của mình nha các bạn. Để xem coi trái quỷ tiếp theo mình đi đó chính là trái gì đây. Ê, quay Kitsune hả? Vãi cái trưởng, chiến này em xong rồi Vidac ơi. Thiệt ra đi thức tỉnh á, chỉ là cái cớ để mình đi quýnh Vidac thôi các bạn à. Ôi, phương môi rồi nè. Ê, em biết quốc cơ quốc nghiệp không hốt, what the fuck. Đâu bức cơ bức nghiệp kìa. Rồi có gì led rồi tùm lum nữa các bạn. Server này toàn admin với người nói tiếng không à. Ê, kêu mọi người đợi anh cái anh vô gạt cần nữa, anh chưa gạt cần nữa. Tại các bạn xem kìa, mình mọc hai cái đuôi luôn, vừa đuôi cáo mà vừa đuôi cá mập nữa. Ôi nó bật tộc quá trời kìa. Ê vô luôn rồi. Gì á? Trễ rồi Vidac ơi. No. Thôi các bạn ơi, pha nãy mình bị vô trễ, người ta vô hết trơn luôn rồi, cay thiệt chứ. Mong là sẽ có người vô lại nha các bạn, chứ hai đứa mình thì coi như không thể nào thức tỉnh được rồi. Ok, 3, 2, 1, let's go. Lần này tới lượt tụi mình đi nha các bạn. Lần này con Cibit mày phải trải nghiệm nỗi đau. Nãy giờ mày hành tao hả Cibit? Kitsune tới chơi nè bro. Nhưng mà cái này mà tập khác là chết đó nha, nó cứ đẩy xuống biển hoài à. Cũng căng á chứ không giỡn đâu. Trời ơi đất ơi, trận này anh mạnh lắm á nha. Ê, quốc cơ quốc nghiệp nè. Mày quốc cơ quốc nghiệp. Mày luôn nè Vidac. Ây da, Vidac ghê vậy ta. Em xài chứ vậy, Spirit à. Rất tiếc nha Vidac, anh là Kitsune. Ây da, what the hell. Mày bằng ai vậy Vidac? Mày bằng ai vậy Vidac? Lắc quá mấy Kitsune bị tàn hình rồi. Sao chuyện đó được các bạn? Diễn. Bye bye. Ủi, chết luôn hả? Ghê hả? Chiêu vẫy đuôi thôi mà chết các bạn, vô tình các bạn ơi. À để mình đuôi cái này nha, Kitsune đương nhiên mình nghĩ là... Ôi, what the hell Kitsune lên cầu thang bữa quá các bạn. Đây rồi, gear màu đỏ luôn nha, upgrade. Ok, mình sẽ bật gear màu đỏ luôn, cho nó xịn các bạn. Ủa, đi nữa kìa, ủa, xoay ổn nó kìa, what the hell. Chạy, nó kích mình ra khỏi cây thì kìa. Sao mấy này đi hoài ta. Thôi, bây giờ mình sẽ đi bật thử tộc 3 gear xem sao nha các bạn. Em đâu với đắt, ra đây ơi. Đây chính là dạng 3 gear nè. Và còn kết hợp với Kitsune nữa, nhìn hợp lý phết các bạn. Hình như với Kitsune này là dành riêng tộc cá hay sao á, nhìn đỉnh vậy. Săn bô ti các bạn ơi, cơ hội săn bô ti là chỉ có một. Ây da, nó hút anh vô rồi. Láo vậy ta. Mày láo hả? Mày combo ai? Mày xạo, chết liền, Red King. Ê, thức tỉnh tộc cá, cái BB xịn lên hẳn với đất à. Ok các bạn ơi, thì hồi nãy giờ mình đã farm lên gear cuối cùng rồi nha. Và gear cuối cùng thì nó sẽ cho các bạn quýnh làm chậm á. Nhưng mà các bạn biết giờ không, nãy giờ mình quên quay. À, si ba. Tại nãy mình BB xong cái mình thấy lâu quá, mình tắt cái xong tính bật lại mình quên. Đây thì đây chính là sức mạnh của tộc người cá full gear. Nó sẽ cho các bạn cái lớp giáp bự như thế này. Và khi các bạn quýnh chúng nó thủ thì nó thủ sẽ bị làm chậm tới mức không thể đi được luôn, không thể di chuyển được luôn nha. Xem nè, chạy với đất kìa. Ơi ơi ơi, hết rồi hả? Rồi đó, diễn ra. Ôi chạy lết luôn. Thì mình cũng xin cảm ơn bạn Hiwa này, nãy giờ đã giúp mình thức tỉnh tập V4 nha các bạn. Mặc dù cái video này có khá nhiều lỗi bởi vì dạo này mạng nó hơi lắc các bạn. Mình hứa là những video sau mình sẽ làm thật là chất lượng với các bạn luôn, nên là các bạn đừng quên kéo vô like và đăng ký với mình nha. Còn bây giờ thì bye bye, xin lỗi các bạn rất nhiều.